Giới thiệu các bạn, đây là những quả chanh leo vàng ngọt Colombia này. Rất là đẹp các bạn nhé. Quả có màu cam chín. Rất là đẹp. Tôi bổ quả đôi quả này ra. Wow. Ruột của nó có màu trắng sữa chứ không phải là màu vàng như các giống chanh leo khác. Siêu ngọt các bạn ạ. Rất là ngon. Siêu ngon các bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Rất là ngọt các bạn nhé. Điều đặc biệt của giống chanh leo ngọt Colombia này là không chỉ có ngọt, không chỉ có thơm ngon mà rất là giàu chất dinh dưỡng các bạn nhé. Rất là giàu vitamin và các cái chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Đây là cây giống cây chanh leo ngọt Colombia. Đấy, có lá hình trái tim như thế này. Bạn nào cần giống cây chanh leo ngọt Colombia thì liên hệ với tôi các bạn nhé. Cây giống. Đây là giống cây chanh leo thường của Việt Nam. Thì lá xẻ thùy, có hoa màu tím như thế này. Hoa màu trắng và bên trong màu tím nhạt. Còn đối với giống chanh leo ngọt Colombia thì hoa rất là to, to gấp 2 đến 3 lần giống chanh leo thường này và có màu tím đậm, rất là đẹp các bạn nhé. Cho nên giống chanh leo ngọt Colombia này không chỉ có quả đẹp, hoa đẹp mà còn ăn rất là ngon. Cho nên bạn nào muốn trồng nằm cẳng tại gia đình cũng rất là tuyệt vời nhé. Cây có thể là phát triển kinh tế, thu quả để lấy quả là phục vụ mục đích kinh tế, và cũng có thể là trồng để làm cảnh tại sân vườn nhà rất là đẹp. Chanh leo vàng ngọt của tôi.